Rồi, hello nha anh em. Này giới thiệu với anh em. Em đang bên bãi bãi giữ xe của bên em. Sáng nay em đi qua bên bãi giữ xe lấy xe cho khách thì thấy có chiếc xe đang cầm bên em. Thấy cái lốp xe nó xẹp lép này, là phải báo khách tình hình cái lốp xe có cái lốp nó xẹp này, thì bên em cũng có hỗ trợ cho khách để mà đi xử lý vấn đề này. Thì nhiều khi để lâu quá, nếu mà xẹp mà để lâu quá vậy sợ nó lại hư cái lốp luôn. Thành ra là hễ mà bên em mà thấy bên bãi xe mà có cái lốp xe nào mà nó bị xẹp thì bên em báo với khách hết. Rồi cũng báo với khách là bên em có hỗ trợ làm cái đi giải quyết mấy vấn đề đó, vá lốp hay sao đó, thì bên em đi qua bên bên ngoài người ta làm chứ bên em cũng không làm, thì đi chạy đi ra ngoài cho người ta làm. Rồi bao nhiêu thì khách gửi lại bấy nhiêu thôi, rồi tiền công này kia thì gửi cho bên em tí để bỏ chút thời gian làm cho khách. Đấy, thì sẵn tiện rồi quay cho anh em coi chơi cái chiếc xe này bên em đang cầm. Đây là chiếc Ranger này mẫu mới ha. Ranger này bản XLS, bản này cũng bản bản thường, bản thấp thôi chứ cũng không phải là như là mấy thằng Limited hay là Wildtrak thì cao cấp hơn. Anh này cũng thấp thôi. Thì thấy chiếc này anh chủ đi cũng kỹ, nói chung là cũng giữ kỹ. Ô đô thì chiếc này hình như là đời 21-22 gì đó, em quên mất tiêu rồi. Mà chạy vậy thì cũng khá. Nhưng mà nói chung xe còn đẹp, xe nhìn nói chung là còn ok, đây chủ anh chủ anh kỹ. Rồi thì quay cho anh em coi chơi. Xe này mẫu mới, đèn đẹp ha. Cho nên đi qua bên này thấy cái lốp xẹp xẹp lép, cái thời báo khách thì khách ok em đi xử lý luôn. Thì đấy nhiều khi từ cái lốp thì cũng ổn, để lâu quá cái cao su nó chạy nó hư luôn. Rồi nên em thấy xe đẹp không? Rồi thôi ok, chào anh em ha. Em đang đi trên đường đi vá cái lốp xe cho khách cầm xe bên em. Đây chiếc Ford Ranger đời 2021. Chiếc này anh khách anh cưng lắm, thấy anh xài kỹ lắm. Chiếc này thì đợt này là gửi bọn em lần thứ hai rồi. Lần đầu anh gửi bên em có mười mấy ngày à, mà đợt này thấy chắc kẹt vốn làm ăn này kia hay gì đó, thấy gửi lâu hơn đây. Thì sáng em đi qua bên gặp bãi gửi em thấy cái xe anh bị lốp nó xẹp lép, thì em mới báo ảnh tình hình cái lốp xe xẹp quá, kêu ảnh thôi để em ra em đi vá cho, chứ để nó xẹp mà để lâu vậy nó chai cái cao su, nó hư cái lốp cũng lắm, nhiều tiền đi vá cũng đâu có nhiều tiền. Thì gửi bên em tí tiền công, bỏ thời gian đi đi làm cho anh. Thì anh ok thì bên em đi vá. Bây giờ đang trên đường đi vá cho anh này, hãy coi không biết nhiều, hãy coi được mấy lỗ này, chắc
50-70 ngàn lỗi. Thì nhiều thì gửi khách trả bấy nhiêu thôi, riêng cái tiền công của bên em thì gửi tí. Ok, chiếc này đời mới, đèn đời đèn buông này, mà bản này cũng bản thấp rồi. Chứ cũng không có cao cấp lắm. Này, đây em phải đem cái bơm hơi của bên em theo, bơm lên để mà đi ra, bơm lên trước mới chạy ra ngoài bên này, chứ để về mà chạy đi luôn là nhìn nó sót lắm. Biết nó có ảnh hưởng gì không nhưng mà nhìn là thấy sót rồi. Ok, rồi ok. Anh em nào có nhu cầu cầm xe thì liên hệ với bên em ha. Bên em chuyên làm ô tô ha, chuyên cầm ô tô ở Cần Thơ ha. Rồi, có gì hay hay thì em lên video chia sẻ nói chuyện với anh em chơi. Rồi, ok. Chào anh em ha. Giờ em đi vô em tới chỗ lá xe này. Ok, em tới rồi. Thôi chào anh em ha. 59. Ok. 9 gì đây? 9 lốp vỏ. Ok. 59 Cần Thơ.